BEAA nhà phân phối độc quyền thương hiệu mật ong SONECO, -E công ty cổ phần Ong Tam Đảo, Honeco được thành lập từ tháng 5 năm 2002 trên nền tảng gần 60 năm kinh nghiệm nuôi ong gia truyền tại Hưởng Lộc. Đạo Đức Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Ong Tam Đảo, Honeco hiện có hơn 20.000 đàn ong, 45 trang trại nuôi ong cùng 3 nhà xưởng có tổng diện tích 20 không m 2 giới thiệu, có những món quà được trao đi để được tiếp tục trao cho người khác nó không những thay lời muốn nói mà còn là tấm lòng tri ân mà bạn mà gửi tặng đến người nhận. Bộ quà kết hợp giữa mật ong bạc hà quý hiếm, kèm theo đó là mật ong Takumen vô cùng bổ dưỡng cho sức khỏe sẽ là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn dành tặng cho gia đình yêu thương và đối tác. Hướng dẫn sử dụng, lấy 15 đến 18 gam pha với 150 ml nước ấm, uống 2 lần vào trước bữa ăn sáng và tối trước khi đi ngủ uống lúc đói lấy 5 đến 8 gam tacumen để đắp mặt tuần 2 lần, giúp sáng da giảm nám và tàn nhan.